đời biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lên, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù dân đời ta thịnh hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao núi
mây cho những đèo chiến thắng, trong anh ngỡ dù thời gian phai xa
mới nhớ cựu chiến binh đã kết thúc chương trình văn nghệ của chi hội cựu chiến binh khối 8 phường Đội Cung. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị, chúc các đồng chí hội cựu chiến binh sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc. Chúc mừng gặp mặt thành công tốt đẹp. Mời toàn thể văn nghệ đến sân khấu. Có thể nói rằng là nhân dân hát chơi tuyệt vời. Đưa tổng thống là hoàn toàn là một chút khóc của đời sức khỏe như toàn hồi hướng tuổi cao. Nhưng mà mình nói có một chương trình văn nghệ bằng cách như hôm nay phải nói rằng chị em phụ nữ mãi mãi được chỉ đáng trong một vấn đề mãi mãi chỉ đáng về hát chơi nội chùa hồ tháng 15 tháng 19 giờ mình biết là
Tôi xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Kinh, Bí thư chi bộ cùng về dự hôm nay. Về dự còn có các đồng chí trong các ủy, ban cán sự khối, ban công tác mặt trận, chi hội trường phụ nữ, chi hội trường người cao tuổi, thanh tra nhân dân cùng về tham dự. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể cán bộ hội viên chi hội có mặt đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Hà lên vị trí trân trọng để thống lĩnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội cựu chiến binh Trần Quốc Vinh, hội cựu chiến binh phường Thượng Cung. Quyết định về việc kiểm tra hội viên ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh phường Thượng Cung căn cứ điều 4 chương 3 điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam khóa 6, căn cứ điều đề nghị của chi hội cựu chiến binh hội 8, căn cứ vào nghị quyết cấp của ban chấp hành ngày 27 tháng 10 năm 2023. Quyết định điều 1 kết nạp đồng chí Nguyễn Quang Hà sinh ngày 20 tháng 12 năm 1960 vào hội cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Hà Nguyễn Quang Hà được sinh hoạt tại chính hội hội 8. Điều 2, chi hội cựu chiến binh hội 8 và đồng chí Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban chấp hành chủ tịch Nguyễn Dương Văn Minh. Sau đây xin chúng ta xin nhiệt liệt chào hoan nghênh. Xin cảm ơn. Thì tập thể vừa qua tổng kết công tác hội ở trên phương thì đã
chi hội đã đạt chi hội xuất sắc năm 2023 được tặng giải khen. Chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh. Trong chương trình, tôi xin giới thiệu đồng chí Vũ Thị Minh Tâm, Chủ tịch Mặt trận Ủy ban phường, lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trong cấp ủy, kính thưa toàn thể các bạn hội viên cựu chiến binh của hội 8, chiều hôm nay theo sự phân công của thư vụ đảng ủy, chiều hôm nay thì theo cái lịch của phương là có 6 chi hội cựu chiến binh cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam. Chính vì vậy mà theo cái phân công của đảng ủy phương thì các đồng chí thường vụ cũng như là các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy và ban thường vụ hội cựu chiến binh phương là sẽ phân công về dự cùng với tất cả các chi hội. Vì vậy là không thể là tham dự đầy đủ theo như cái giấy mời của chi hội được. Tôi thì vừa là thường vụ đảng ủy phụ trách chi bộ của hội 8, thì theo phân công của đảng ủy thì hôm nay cùng với cô Hằng hiệu phó của trường mầm non dự cùng ngày hội với hội cựu chiến binh của hội chúng ta. Thì lời đầu tiên xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí công ty trong đoàn sẽ gửi tới toàn thể các đồng chí đại biểu cũng như là hội cựu chiến binh của hội 8 lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Thưa toàn thể các bác, thì trong những ngày này không phải là trên địa bàn của phường chúng ta mà tất cả các khu dân cư trên khắp mọi miền của đất nước cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, suy tôn, biểu dương các gương cựu chiến binh tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực để hưởng tới chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và hưởng tới ngày Hội Quốc phòng toàn dân năm 2022. Còn đối với chúng ta thì, và đặc biệt là của chúng ta có thể nói là cái ngày tổ chức các hoạt động vào cái dịp này là trở thành một cái hoạt động truyền thống được duy trì hàng năm. Hội chiến binh của hội 8 luôn mạnh khỏe và giữ vững bản người bộ đội cụ Hồ, tiếp tục phát huy tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống đối với các thế hệ trẻ cũng như là tham gia tích cực hơn nữa các cái hoạt động phong trào để nhằm xây dựng hội bộ của chúng ta, chi bộ của chúng ta, chi hội cựu chiến binh hội 8 là luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phong trào ngày càng vững mạnh hơn. Thì một lần nữa xin được kính chúc cho phong trào của hội cũng như là toàn thể các bạn anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn.